bài tin mừng hàng ngày, bài suy niệm hàng ngày. Sống theo lời Chúa TV. Ngày 13 tháng 11, thứ hai tuần 32 thường niên. Dù một ngày 7 lần nó trở lại nói cùng con rằng tôi hối hận, thì con hãy tha cho nó. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển, còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này. Các con hãy cẩn thận. Nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó. Và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó. Cho dù một ngày nó phạm đến con 7 lần, và 7 lần nó trở lại nói cùng con rằng tôi hối hận, thì con hãy tha thứ cho nó. Các tông đồ thưa với Chúa rằng: xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con. Chúa liền phán rằng: nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng hãy chóc rễ lên và xuống mọc dưới biển, nó liền vâng lời các con. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Xin ban thêm đức tin và ơn sống đức tin. Dù một ngày 7 lần nó trở lại nói cùng con rằng tôi hối hận, thì con hãy tha thứ cho nó. Giáo hội có những biện pháp chế tài những tội nhân công khai để giảm thiểu tối đa việc làm gương xấu cho cộng đoàn. Bởi con người có nhiều khả năng bắt chước mà lại có ít khả năng phân định việc tốt xấu, đúng sai. Cách sống bất chính lây lan nhanh đến mức làm thành một trào lưu có sức ảnh hưởng nguy hiểm đến cộng đoàn. Cái đúng bây giờ thuộc về số đông nhưng không phải là chân lý. Chẳng hạn, có những chủ trương đi ngược với tin mừng, như giảm sinh bằng phương pháp không tự nhiên, như sống thử tiền hôn nhân, như phá thai bất kỳ tuần tuổi, hoặc những chủ trương nguy hiểm khác như tin Chúa Giêsu mà bất tín với giáo hội. Giêsu yes, giáo hội no. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển, còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này. Lời Chúa nhắc nhở các gia đình: kìa, một thế hệ trẻ mất phương hướng vì gương xấu của người lớn, con cái hư hỏng vì cách sống bất chính của cha mẹ, học sinh sinh viên thiếu đạo đức vì cách sống không chuẩn mực của những nhà giáo dục. Tất cả phải đấm ngực mình vì tất cả đều có lỗi. Tất cả phải quảng đại tha thứ cho nhau và cùng nhau làm lại cuộc sống công chính theo tin mừng. Ông Tư nói: người ta xúc phạm đến Chúa và giáo hội vì chúng ta có đạo mà không sống đạo. Ước gì các gia đình không khoanh tay bó phép trước những trào lưu mê muội mà tưởng là chân lý của số đông hôm nay, nhưng hãy noi gương các tông đồ, tha thiết xin Chúa ban thêm lòng tin, để khi đã có đức tin dù chỉ bằng hạt cải thì cũng đủ sức để cứu cả nhà mình, cứu cả thế giới. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho các gia đình và ơn sống đức tin cụ thể bằng đức cậy trông và đức ái thứ tha. Amen. Lạy Chúa, tháng 11 mời gọi chúng con ngẫm suy về cuộc sống con người ắt tử, nhưng không bao giờ là vô vọng. Bởi Chúa Kitô đã chết và đã sống lại, để ai cùng chết với Người cũng sẽ được phục sinh với Người. Mỗi người, mỗi nhà chúng con rồi cũng sẽ phải trở về với Chúa, và thân xác xinh đẹp này cũng sẽ trở thành hạt bụi bay vu vơ trong gió ngàn. Nhưng chúng con tin hạt bụi ấy là hạt bụi hồng, hạt bụi được tái sinh,
chúng con tin xác loài người sẽ sống lại để sống sự sống thần linh của Thiên Chúa nhờ sự phục sinh của Chúa Kitô. Trong niềm tin ấy, cả nhà chúng con nguyện xin Chúa thương cứu rỗi ông bà, cha mẹ cùng các linh hồn trong luyện ngục, cho được sống lại và được sống đời đời trong nước Chúa. Amen. Phần đời con Chúa ơi, rồi chỉ còn một năm cho thôi, về giữa chơi vơi theo gió vơi và biến tan muôn đời. Ôi Chúa ơi, xin cho con nhân mai mình là ăn bụi hồng được hơn kiêu rồi. Xin cho con nhớ mai mình là năm cho tàn được ơn tái sinh. Vì yêu hàn bụi hồng này, vì yêu năm cho tàn này, mà Chúa đã chết thân phận người và người phục sinh cho đời con hiến linh. Bóng chiều mơ bước xa xôi, làm trái tim côi nghe giá rơi nỗi đau phần người con Chúa ơi. Đêm dần trôi lời tìm đôi môi, lạy Chúa yêu ơi, con biết rồi người xóm thương muôn đời. Ôi Chúa, xin cho con nhân mai mình là ăn bụi hồng được hơn kiêu trôi. Xin cho con nhân mai mình là năm cho tàn được ơn tái sinh. Vì yêu ăn bụi hồng này, vì yêu năm cho tàn này, mà Chúa đã chết thân phận người và người phục sinh cho đời con hiến linh. Thế trần là có chia ly, người sẽ ra đi về cõi trời bên quê mong đợi nơi Chúa thôi. Xin tình yêu nghìn thô khôn vời của Chúa ba ngôi tha thứ tôi và dẫn con về trời. Ôi Chúa ơi, xin cho con nhớ mai mình là ơn cứu rỗi. Xin cho con nhớ mai mình là năm cho tàn được ơn tái sinh. Vì yêu hàn bụi hồng này, vì yêu năm cho tàn này, mà Chúa đã chết thân phận người và người phục sinh cho đời con hiến linh. Xin cho con nhớ mai mình là ăn bụi hồng được ơn cứu rồi. Xin cho con nhớ mai mình là năm cho tàn được ơn tái sinh. Vì yêu ăn bụi hồng này, vì yêu năm cho tàn này, mà Chúa đã chết thân phận người
và người phục sinh. Cho đời con hiến linh.